Là em của ngày hôm qua, là em của ngày hôm kia, là em của bà hôm. Thôi. Hả? Ghê quá à. Mà, gì? Anh làm em sợ quá à. Gì? Anh nhớ nhạc người ta kỹ rồi sao? Anh không sợ bị ném đá hả? Người ta ném bể đầu luôn đó nha. Tầm bạ, anh nhái đúng con câu à. Ừ. Là em ngày hôm qua thôi. Còn em thấy không, anh sửa là em ngày hôm kia, em của bà hôm luôn à. Nhưng mà nó thiệt á, anh hát đâm bang quá à. Em thấy anh hát cái kiểu này người ta cười nghệ sĩ chết luôn. Nè nè, em nói anh mất hứng nha. Anh đang nghĩ rằng anh phải ra một cái MV cho anh đó. Cái gì MV đó hả? Làm ơn xuống giùm em cái đi, đừng có bay quá gì đó. MV gì, thảm họa thì có đó. Thảm họa gì? Em thấy nhiều người hát còn dở anh nữa, chỉ cần tạo nên hiện tượng cái có công ty rồi đó đẩy lên cái thành ngôi sao luôn á. Ghê quá, em không có đồng ý được mà không có năng lực thực tài đàng hoàng thì đừng bao giờ mà đứng phía sau có một cái bức tường nào đó đẩy lên rồi veo veo như vậy rồi chớp tắt đó nha. Trời em không tin hả? Trời ơi, nhiều người như vậy đó, người hát rất là ghê mà tự nhiên bây giờ nổi tiếng ầm ầm, cái giống như người ta vậy là người ta giật á, gọi là cái giật tít lên hả? Giật tít lên, cái chuyện đẩy lên cái rồi ta hốt bạc đó. Thôi đừng có làm gì anh ơi, mình phải thực tài bằng cái khả năng của mình chứ đừng có làm cái kiểu đó, em thấy không ổn lên đây. Sao không ổn em? Những cái gì mà càng giật gân nha, những cái gì càng hiện tượng nè, những cái gì càng thảm họa, cái gì lạ quăng lên mạng tự nhiên hốt à. Mà có chuyện đó thiệt á hả? Em không tin hả? Ừ. Không tin á thì anh sẽ dẫn em tới nơi này ha. Em sẽ thấy một người trời đất ơi tự nhiên nổi tiếng đột ngột luôn mà ai cũng mê hết á. Vậy hả? Ừ. Gì nữa? Hái chưa? Con hái rồi. Hồi sáng con hái mặn xong rồi cái con căng ký con đưa người ta luôn rồi. Nè. Dạ. Bữa nay ba mắc công chuyện ba đi xuống cái chợ. Dạ. Con đi vô con tắm heo giùm cho má đi nha. Nữa. Tắm heo hoài vậy má. Trời đất ơi. Cái thằng này bữa nay nó nói chuyện gì kỳ trời. Thì công chuyện bình thường lâu lâu con cũng phụ má vậy mà tự nhiên bữa nay kêu nói giọng kỳ cục vậy. Thôi giờ con khác rồi, giờ con đi tắm heo nữa đâu. Khác mà làm gì khác? Ôi con nói nghe nha, bây giờ con khác lắm rồi nghe. Bây giờ con khác ngày xưa lắm rồi. Bây giờ hả con là ca sĩ ngôi sao. Sao? Tắm heo thì tắm heo, mày đặt ca sĩ ngôi sao chứ cười. Thiệt má, giờ con là ca sĩ ngôi sao rồi. Bây giờ nghe con nói nha. Không biết thôi chứ hả trên mạng hả giờ hả con là trên mạng là con nổi tiếng lắm rồi đó. Gì? Con nổi tiếng hả? Đúng rồi, bây giờ là con hot lắm á. Cái gì hot? Ai hot con? Hot. Hot là gì? Hot là nóng á. Dạ. Con bị nóng hả? Nóng gì? Cảm hả? Không phải. Trời ơi, ngồi xuống đây. Đây, xuống. Bệnh để má đi mua thuốc. Ngồi xuống. Rồi, chờ con chút xíu nghe. Làm gì vậy? Chờ xíu. Trời ơi, heo nó kêu sầm trời đất này mà. Rồi nè. Lấy cái gỗ ra. Cái gì trong này đây? Rồi, coi. Dạ, người thầy từ ra chạy. Ê. Trời ơi, tự nhiên cái thằng nào mà cái kia nó ngáp qua ngáp lại giống mấy nghệ sĩ keo quá con. Con á trời. Con nè. Hả? Đó. Trời ơi, con nè. Dạ đúng rồi. Ê, ủa sao tự nhiên con ở trong này vậy? Dạ đúng rồi, con trong đó nè. Con đang ngồi con hát nè. Ồ, trời ơi, con hát rồi.
cái bài hát mà mấy bữa con ngồi con nghe hát ba lát ba xàm gì đó phải không? Đúng rồi. Giờ nó đưa vô trong này rồi phải không? Đúng rồi, con quay lại nghe xong rồi con úp lên luôn. Trời ơi hả, người ta coi xong hả, người ta thích đó, cái người ta like, người ta nhắn à, đã người ta nhắn chữ like nè, còn người ta comment nữa. Comment là gì? Comment là bình luận á. Comment là bình luận, đó là người ta nhận xét á. À, người ta nhận xét hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói là con tóc heo đúng không? Dạ. Không, người ta nói là con hét nè, lạ nè, hay nè, con là đặc biệt nè. Công nhận vui thiệt. Đó, con nổi tiếng là vui không? Trời ơi, con ác nhìn cái mặt con giống con bò nhảy cò cò quá à. Trời ơi, nói chuyện kỳ cục quá. Mà nói chung là không sao hết trơn cái đó. Hát sao cũng được, bây giờ không có quan trọng hát hay hát dở đâu. Bây giờ là mình phải lạ mới được. Lạ hả? Lạ, mà thấy là lạ không? Mà thấy lạ không? Khoan. Mẹ thấy có cái chữ gì vậy? Cái chữ gì? Dạ. Chữ gì vậy? Mấy cái chữ gì đây? Nickname của con. Nickname. Đúng rồi. Là gì? Con xin tự trân trọng giới thiệu với má nha. Con, ca sĩ không gơi. Ghê không? Ủa sao cái tên má nghe nó kỳ kỳ vậy con? Nhiều cái tên đẹp lắm, sao tự nhiên không đặt, tự nhiên đặt ca sĩ không rơi. Cái chữ gơi là có người ta làm rồi, người ta nổi tiếng rồi, người ta hái được gần trên mạng luôn. Con ăn theo. Người ta gơi, mình phải không gơi. Vậy nó mới lạ. Mày xạo. Tính con hoài á. Trời ơi, tiếng Việt mày nói còn không ra, mày ngọng nghèo, mày đòi làm ca sĩ. Thiệt mệt mà... con quá ha. Trời ơi, không biết gì hết trơn. Trời ơi, bây giờ nghệ thuật là vậy á. Nghệ thuật bây giờ không có cần hay, không cần dở, không cần nhận xét gì hết trơn á. Quan trọng là mình lạ, mình đặc biệt. Mình á, mình nói chung là mình không có giống người á, là nghệ thuật á. Hát hay ghê, nghệ thuật. Thôi, có miệng tao thích là được rồi, mày vui không? Thôi, bây giờ không có nói nhiều vậy trơn á. Đi vô làm công chuyện cho má. Hái mượn tấm heo, muốn làm cái gì thì làm. Thôi, con tấm heo nữa. Nghe lời má đi nha, trả lời má đánh đòn á. Trời ơi. Ca sĩ mà kêu tấm heo. Mụn hoài. Ê, em gì ơi, cho hỏi thăm ở ca sĩ không rơi ở đâu vậy anh? Ở đây nè. Vô đi. Ồ, xin chào anh. Đúng thần tự của mình rồi. Ồ, chào anh ca sĩ không rơi. Đó. Giới thiệu. Dạ, xin giới thiệu với anh. Tôi là nhân viên của công ty truyền thông quảng cáo cây xanh trồng khắp mọi nơi. Nhất là cây cải bậy xanh. Chúng tôi đến đây, tôi tên là Rớt. Còn, công ty anh tên gì? Công ty của anh tên gì? Công ty đó mới giới thiệu. Lấy cả. Còn đây là nhân viên truyền thông. Mười giây. Tên là Hoài. Anh là mười giây, đây là lái cả. À, lái cả là lá cải đúng không? Đúng. Công ty nhân giống lá cải mà. Rồi, tôi biết rồi. Xin lỗi anh. Tôi xin phép. Tôi được bắt tay. Bắt tay hả? Sao cái nước da nó đen vậy? Dạ đúng rồi. Không phải. Chào anh. Tôi là Hoài. Không viên báo 10 giây. Dạ. Bè bắt đi. Bắt. Dạ. Đau. Chuyện gì xảy ra? Trời ơi. Anh là ca sĩ mà sao cái bàn tay của anh nó lực sĩ quá vậy? Đúng rồi, suốt ngày tắm heo hái mặn với mặn ruộng không à. Ồ, may quá. Bắt anh Hoài chứ bắt em chắc em lòi sĩ rồi. Không. Dạ mời anh ngồi, mời anh ngồi chơi đi đấy. Tôi vô tôi lấy nước uống ngang. Khoan, uống rồi. Dạ. Khoan, cho mình nói chuyện cái đó. Xin phép anh không rơi. Dạ. Dạ, em là tên Rớt. Rất là hãnh diện để hôm nay đến đây để xin ký hợp đồng với anh. Em là, anh là Rơi, là Rơi Rớt. Ê, Bảy. Hả? Mới có tới ký hợp đồng nghe hai cái tên là thấy không hợp rồi. Ủa không hợp hả? Rơi Rớt sao hợp? Để tôi. Tôi tên Hoài đẹp lắm. Rồi, để tôi vô. Xin giới thiệu, tôi sẽ làm việc với anh. Chúng ta hợp tác lại sẽ là Rơ Hoài. Dạ. Nó kỳ á. Rơi Hoài. Không được. Rơi Rớt á, là nó còn rất lẻ tẻ. Nó rất lẻ. Dạ. Còn đây Rớt Hoài, nó rất sĩ. Rớt sĩ à. Thôi. Hà dư tính. Không sao. Tụi mình mà đi đâu á là không có hợp. Được. Mà đi ba là hợp lắm. Thật sao hợp? Rơi Rớt Hoài. Đó. Cứ Rơi Rớt Hoài là hợp lắm. Lạ đúng không? Lạ là tao thích à. Đúng rồi. Ồ, cái tích này hay, cái tích gặp nhau Rơi Rớt Hoài. Đúng. Làm ly. Rồi. Mời ngon. Mời ngon. Dạ giờ sao anh? Mình vô thẳng vấn đề ha. Dạ. Thì phỏng vấn. Hôm nay á là công ty truyền thông của em có cử em tới đây. Dạ. Để mà phỏng vấn và xin một số hình ảnh của anh. Dạ. Anh cho em biết là anh có những cái bài hát gì sắp tới anh sẽ tung ra thị trường. Dạ. Và những cái thảm họa mà anh sắp cho mọi người thấy đó anh. Ủa anh?
Thảm họa gì anh? Đừng nói chữ thảm họa, nói thảm họa ảnh sợ. Mình nói cái từ nó nhẹ hơn. Sao? Là thảm khóc đi. Thảm khóc. Ủa gì kỳ vậy? Khóc nó còn nặng hơn thảm họa nữa. Em lộn. Ý nói là ở đây là anh sẽ tung ra thị trường những cái bài hát gì mới, những cái chiêu thức gì mới đó anh. Ý nói là thu bài hát rồi quăng lên mạng đúng không? Đúng. Cái đó tôi làm được. Được không? Tôi đang chuẩn bị thu một bài mới để bài tôi mới úp lên. Nó lạ ơi là lạ luôn. Nhưng mà chưa thu được. Ủa sao vậy anh? Sao vậy? Đang bận tấm heo. Trời. Bà bận làm gì? Tấm heo. Ca sĩ mà tấm heo hả? Bận ca sĩ tấm heo. Đúng rồi, má tôi mới đi kêu tấm heo. Tôi có một cái tiết này, tôi giật cho anh một cái là khán giả là điện giật luôn. Có tiết liền đây nè, đây nè. Ca sĩ không rơi, tấm heo xong rồi mới chơi. Hai cái tiết này được nè. Ca sĩ không rơi, tấm heo xong rồi mới chơi. Anh phải cho hỏi cái. Ủa, hát chứ còn hát thì tôi biết, nhưng mà chơi là gì? Chơi đó, chơi có nghĩa là một cái cuộc chơi nghệ thuật của anh. Anh chơi, anh rơi, chơi, chơi tới nào, khi nào mà hết rơi là hết chơi. Hiểu không? Anh chơi, đi nào anh đứt hơi thì nghỉ chơi. Đó, nôm na là như vậy đó. Nói chung là Hồng cũng không có hiểu lắm, nhưng mà hát thì tôi biết hát. Rồi, hát rồi. Là tôi hát lên được. Cái này tôi muốn hát thôi à. Có coi trên mạng rồi. Bây giờ... Con còn thích không? Thích lắm. Nhiều người thích lắm, người ta có comment bình luận nữa đó. Thì chính vì nhiều người thích quá cho nên bữa nay anh em tụi tôi mới có mặt ở đây. Dạ. Bây giờ mình nói nhiều quá không hay. Phỏng vấn đi. Bây giờ mình làm liền. Xong rồi, phỏng vấn xong rồi. Ủa nãy chưa hỏi gì mà. Xong rồi. Phỏng vấn rồi đó. Công ty của em tên là công ty 10 giây. Báo 10 giây mà. Cho nên em phỏng vấn 10 giây thôi. Còn chừng nào mà 10 tiếng là nó mới lâu. Dạ. Thôi bây giờ mình ký hợp đồng luôn đi ha. Bên đây đi. Mình làm luôn rồi, mình làm ký hợp đồng luôn đi. Anh ca sĩ không rơi, làm cái bản hợp đồng liền. Công ty chúng tôi sẽ ký hợp đồng độc quyền với anh. Anh có một nhiệm vụ rất là đơn giản. Có nghĩa là chúng tôi sẽ lăn xe anh trở thành một ngôi sao giải trí nổi tiếng nhất hiện nay. Nhiệm vụ anh rất là đơn giản. Khi anh leo sân khấu, anh chỉ cần cầm một cái lá cải thôi. Dạ. Anh phải vậy nè. Anh hát anh phải. Anh phải. Khi người ta lên người ta mua cải. Chứ mua một lá cải, chúng tôi sẽ trích phần trăm cho anh. Mà chứ anh càng nhiều lá cải bán thì chúng tôi trả tiền càng nhiều. Vậy đi ha. Xin lỗi anh, tôi học nội bộ cái nha. Dạ. Anh ơi, dạ. Bán lận bó cải đi. Bán lận có một lá cải rồi chừng nào mới lời. Thì lúc đầu thì mình thí nghiệm là một lá thôi. Đưa một bó lại bán hết nó héo. Vậy hả? Mày múc bó lại bán cho nó lời nha. Rồi sau đó nha, chưa. Anh yên tâm, anh không rơi, yên tâm. Chúng tôi sẽ làm cho anh cái MV để anh xuất hiện trong cái phim đó. Ở đằng sau bách rau toàn là cải không. Cải quá trời quá đất. Nếu mà bán càng nhiều, anh càng hưởng tiền nhiều. Tiền thì chúng tôi sẽ không đưa anh bằng tiền. Mà chúng tôi đưa anh bằng hiện vật. Hiện vật hả? Là gì anh? Sau khi ký hợp đồng ngày mai chúng tôi sẽ chở cho anh một tấn lá cải này tới. Nhiệm vụ anh chỉ hát và quăng lá cải lên. Thôi, lá cải nhà tôi có trồng nhiều lắm rồi. Ý, cái lá cải anh là không phải là giống tốt. Giống tụi tôi mới là giống tốt, hiểu không? Dạ. Rồi, em có một cái tip mới rồi. Ca sĩ không rơi, nhận cát xê bằng cải giống. Rồi. Được không anh? Tôi nói chung là cái mày tôi đọc tôi không hiểu gì trơn trời đó. Nhưng mà thí dụ như giờ kêu tôi hát để quăng lên mạng cho người ta thích á, người ta coi thì tôi làm được. Còn mấy cái vụ kia tôi mới gành. Chúng tôi sẽ là nhiệm vụ lăn xe anh. Đúng mà đơn giản. Tôi anh không cần phải làm gì ghê gớm đâu. Chứ thì tôi phải làm gì? Một tháng tụi tôi chỉ trả anh mấy chục triệu. Mà nhiệm vụ anh chỉ làm một cái anh không cần làm gì hết. Anh làm bậy là được rồi. Làm bậy là sao anh? Đừng hiểu lầm. Làm bậy không có nghĩa là làm tào lao. Mà làm bậy có nghĩa là anh làm những cái gì mà người khác không dám làm. Đúng rồi. Người ta không dám làm, mình làm, anh lãnh tiền. Đó. Nó trở thành hiện tượng. Đó. Được không? Tôi. Nhưng mà yêu cầu anh hát thôi. Anh hát không? Hát thôi đó. Hát tôi làm được. Rồi. Anh hát bảy cũng được nữa. Xin mời anh vô đây, anh xin mời ngồi rồi. Dạ. Ghi âm, thu hình lại. Rồi bắt đầu anh hát nha, Dạ. Chúng tôi có đem đây, chúng tôi lên liền. Hát đi. Đây anh ạ. Dạ, xin phép anh ạ. Dạ. Dạ hát đi vậy. Anh hát đi, anh hát đi. Hát là tôi phải đeo này vô. Rồi. Đeo biết tôi bình thường là tôi hay làm vậy trên mạng, người ta thấy lạ. Rồi, đeo vô. Được không? Được không? Được. Anh làm gì cũng được. Bắt đầu vô, anh thích hát là gì làm đi. Vô. Khoan, cầm cái lá cải lên. Quảng cáo liền. Cầm. Lãnh phần trăm liền rồi. Là vừa hát vừa quơ quơ vậy hả? Đúng rồi. Tốt. Ê, nổ cái gì nổ kìa. Nổ kìa. Ủa, hai anh? Anh ơi, trời ơi, hết hồn, hết vía luôn. An toàn chưa? Dạ, an toàn gì anh?
mới nghe cái gì bùm bùm, nổ cái gì vậy? Dạ nổ gì đâu, em bé này kêu bùm, bùm là tên của tôi á. Trời ơi vậy... ca sĩ mà tên bùm. Trời ơi, vậy cái gì mà nó rơi, nó kêu cái bùm là cái gì? Cái đó lựu đạn. Trời ơi, nó thấy ghê quá. Vậy anh hát trên mạng á, bạn em coi quá trời luôn, mà em thích lắm luôn á. Thích quá trời luôn á. Người ta nói thì sao? Thì hả, một đứa coi nha, sau cái đứa này bu lại, đứa kia bu lại, cái hai ba lớp bu lại luôn. Hay quá. Em ơi thấy chưa nhiều người coi lắm. Em xin lỗi tôi phỏng vấn khán giả nhí chút xíu. Em ơi, bạn em coi nhiều lắm hả? Dạ. Rồi bạn em đánh giá, bạn em nhận xét anh ca sĩ không rơi như thế nào? Dạ, bạn em nói á hả, là anh bùm á hả, hát dở như hạch vậy á. Hát dở như hạch. Dạ. Trời. Ủa, bạn em nói vậy hả? Dạ. Khoan. Cho anh có ý kiến chút xíu. Mình dùng từ ngữ chê, mình dùng nó hơi văn hóa chút xíu ha. Chẳng hạn như dở như hạch thì mình thêm chữ đó đi, dở như hạch chuột. Trời ơi, ông ơi. Cái vậy. Chuyện đó là cái chuyện của truyền thông, để cho tôi lo. Thí dụ như khán giả chê là hát dở như hạch, tôi lên bài tôi sẽ ghi là hát hay như ăn thạch đó, hiểu không? Mình sửa lại. Ủa, là sao? Người ta thích mà sao người ta nói vậy? Trời, không có đâu, nhiều người coi lắm. Người ta hả, comment quá trời luôn á. Người ta comment đó hả? Người ta comment sao? Người ta comment đó hả, giọng của anh Bùm á giống như là giọng của con vịt đực vậy. Cái gì? Trời ơi, người ta chê ca sĩ của ông cười ngon lành vậy. Quên, tưởng vịt đực nó hát hay á, đâu biết đâu. Nói lộn rồi. Ủa? Giọng của anh Bùm á hả, không có giống giọng của vịt đực. Giống của ngỗng đực á. Trời ơi, con ngỗng nó hơn con vịt nữa ông ơi. Ủa? Cười cười quay. Thôi, có sao đâu. Nhưng mà quan trọng là em coi em có thích không? Thích, nhiều người thích lắm á. Người ta nói hả, hát lạ, hát bắt cười, hát vui. Trời, người ta coi quá trời luôn. Tôi chỉ còn vậy nè. Tôi muốn hát nên tôi ghi âm, tôi tự thu. Người ta thích là được rồi, tôi mới quan trọng mấy vụ kia. Rồi, ký hợp đồng. Phải ký thôi, không còn chần chừ gì nữa. Anh ơi, ký, anh ơi. Đặt bút ký liền anh ơi. Ký hợp đồng hả? Ký xong anh sẽ hát một bài để tụi em quay video clip lại nha. Tụi em gửi về công ty liền. Dạ. Ký ở đâu? Dạ, ký dưới đây. Dạ, cảm ơn anh. Ký xong rồi, giờ anh Bùm hát bài gì đó. Lại hát đi, hát gì mà khùng thì khùng á. Đây anh Mộm rồi. Ôi, năng ngợi đi mà. Giữ nguyên hiện trường. Đó. Giữ nguyên. Ý à. Lên cái tiết liền, Dạ. Là một cái tiết liền. Đắng lòng fan hâm mộ nhí của ca sĩ không rơi. Rồi, tiếp. Đó. Bây giờ hát. Hát bài nào khùng khùng thì khùng á nha. Đeo cái này và cầm cái này lên. Rồi. Rồi, mời anh. Và sau đây, xin mời ca sĩ không rơi bắt đầu. Chờ chút. Quên vậy hả? Đúng rồi. Ca sĩ không rơi xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Kính chào tất cả quý vị yêu thích gần xa tiếng hát của ca sĩ không rơi. Ngày hôm nay ca sĩ không rơi xin gửi một bài hát mới. Dạ, bắt đầu. Vô. Yêu dù là xa nơi đâu em không được yêu. Xa dù là xa ở nơi đây anh xin được yêu. Được không? Được. Rồi, chờ chút. Em không biết hả? Trời, lạ quá. Ca sĩ không rơi đó. Anh ấy từ một cái người gọi là hái mận, tấm heo. Nhờ công nghệ lân xê, bây giờ anh trở thành một ca sĩ rất là hot, rất là nóng. Hot cái gì? Em thì phải dùng hai từ là thảm họa. Ý, sao nói thảm họa? Em biết rồi. Thôi bây giờ không phải ráng nha. Ráng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là đặc biệt của chương trình Siêu Thị Cười. Xin chào anh. Tôi hả? Dạ. Dạ. Xin máy nào? Máy nào được, ba máy. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả. Dạ xin kính chào hai anh chị mờ cờ. Em mờ cờ là gì? Ai biết, tôi thấy trong kịch bản ghi chữ mờ cờ. MC à. Dạ. Mờ cờ cũng được, theo anh thì cũng được. Dạ. Dạ. Lạ quá. Dạ. Anh tiếp xúc đi, anh nói chuyện đi. Dạ chào
ca sĩ không rơi. Dạ. 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 Sau khi anh đã nổi tiếng rồi, dạ, thì cuộc sống hiện nay của anh như thế nào ạ? Dạ, nói chung á là cuộc sống của tôi thì giờ anh nhìn là anh biết liền chứ gì. Tôi từ một cái thằng mà đi hái mặn, dạ, với lại tắm heo cho người nhà của tôi, dạ, giờ tôi sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng mang tên là Không Gơi. Dạ. À, cuộc sống của tôi bây giờ thì phải nói là tiền á thì đầy túi mà tình á thì đầy tim. À, vậy hả? Vậy thì anh cũng quá dư giả rồi, cộng thêm một phần nữa là anh có nhiều tác phẩm mà được tung lên gọi là nôm na là truyền thông mạng đi, thì dạ, được khán giả đón nhận như vậy, thì anh có bao giờ nghĩ rằng là người ta đón nhận bằng một cái cách không bình thường bởi vì người ta cho anh là một thảm họa? Đừng nói thảm họa. Mình mời. Dạ, tôi nghĩ dạ, không sao chị nói gì cũng đúng nữa, nói chung là cái gì cũng được, có miễn là nó lạ, rồi có miễn là người ta coi, người ta thích, người ta like, người ta comment bình luận nhiều là được. Dạ. À, với một cái công nghệ thông tin hiện nay, một cái công nghệ gọi là lăng xê một người không tên tuổi để trở thành tên tuổi đó, nhiều lúc nó sẽ làm cho mọi người khán giả nó hiểu lầm về nhân vật đó, ca sĩ đó hay hay dở họ hoàn toàn không biết, nhưng mà khi thấy nhiều bình luận thì cảm thấy ca sĩ đó hay hù hòa nhau trở thành hay. Anh cảm thấy như vậy thì có phải là anh nằm trong cái thế gọi là anh không hay là anh dở, hay là anh giỏi hay là anh hay, đúng không? Tôi biết gì đâu. Anh không biết gì hết. Tôi không biết trơn á, nói chung là tôi chỉ hát, xong rồi cái tôi úp với bài hát của tôi lên mạng, à, xong rồi cái có mấy ông truyền thông tới, ừ, rồi á người ta mới lăng xê tôi, người ta kêu tôi làm giới thiệu, làm người độc quyền cho công ty quảng cáo cải gì của họ đó. Họ lăng xê tôi biết gì đâu. Cho hỏi câu tế nhị là anh có đi học không? Trời ơi, tôi có đi học chứ, không học sao được, không học sao biết chữ, tôi học tới lớp 5 rồi. À không, xin lỗi, ý tôi muốn hỏi là anh có học về năng khiếu học nhạc á, có không? Học nhạc hả? Dạ. Có, nhưng mà học lớn nè, tôi nghe trên radio người ta hát sao tôi hát lại cho anh vậy. Ôi trời ơi, dạ, anh học lớn thôi, dạ, mà trở thành hiện tượng giải trí. Trời ơi, một tài năng. Tại vì anh ơi, tôi đâu có tài gì đâu, tôi nói rồi, là do mấy cái ông bên truyền thông á, ông tự tới nhà kiếm tôi à, rồi ông nói cái bài tôi hát lạ lắm, hiện tượng đặc biệt, tôi là hiện tượng đặc biệt. Mà họ là lăng xê tôi luôn, tôi có làm gì đâu. Thực ra thì tôi thấy như thế này, cái tên của anh á, dạ, là Lệ Rơi. Dạ, dạ không? Dạ, dạ, Lệ Ghê là có người làm rồi, còn tôi là Không Gơi. Dạ, người ta gơi nhiều quá, người ta tiêu rồi, người ta gớt, còn tôi không gơi, lúc nào tôi ở trên cao vậy, tôi thành công vĩnh viễn. À, dạ. Không Rơi có nghĩa, dạ, là bản thân anh thì cũng hài lòng với cái tên đó anh tự, dạ, đặt cho mình. Dạ, đúng. Và mẹ anh cũng cảm thấy như là không có ảnh hưởng gì hết, đúng không? Nhưng mà có một cái công ty lá cải gì đó, xin lỗi, là Lái Cả. Đúng rồi, công ty truyền thông Lái Cả. À, công ty truyền thông Lái Cả đó đã mời anh về và, dạ, đầu tư cho anh và lăng xê cho anh. Như vậy thì cái hiệu quả của công chúng, cái sự phản bác của công chúng đến với anh như thế nào? Và anh có thấy rằng là giống như tôi, xin lỗi tôi nhắc lại câu đó, là người ta hay dùng cái từ thảm họa đó, thì nó có... có gì đâu chị ơi, thẩm quà thẩm quyết gì tôi không biết gì hết trơn. Trời á, ban đầu tôi muốn úp cho vui thôi, còn giờ người ta muốn làm người ta làm, mà cứ miễn là tôi có tiền thì tôi nổi tiếng là được rồi. Tôi nghe nói là mỗi lần anh hát là anh cầm một cái lá cải là anh phát dậy. Đúng rồi, anh không có phải là ăn tiền mà anh ăn trên cái phần trăm trên cái lá cải bán ra, đúng không anh? Dạ đúng rồi, thời gian đầu thôi, sau này người ta trả tiền. Dạ. Thôi được rồi, mà tôi hỏi anh một câu nữa nha. Dạ. Là tại sao anh nghĩ làm sao mà anh lại đặt cái tên anh là Không Rơi, đúng không? Anh nghĩ sao? Thì tôi nói rồi, trời ơi, mấy chị hỏi vòng vòng nãy giờ nha, Không Rơi là người ta gơi nhiều quá rồi, người ta gớt rồi. Còn giờ tôi không gơi, tôi không gơi, tức là tôi còn đậu ở trên cao. Tôi mới gớt. Có nghĩa là anh lúc nào cũng là không rơi hết phải không? Đúng rồi. Rồi, rất cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Thôi, bây giờ vậy đi. Tôi chuẩn bị tôi đi thu một cái bài hát để mà tôi up lên mạng. Hy vọng là cái bài hát của tôi sẽ thành một cái thảm họa mới. Một cái hiện tượng đặc biệt mới. Vậy ha, có gì lên đó rồi nhớ like giùm tôi với bình luận giùm tôi nghe. Dạ, anh cảm ơn anh. Dạ, tôi đi nghe. Dạ, chào anh. Dạ. Nè, tỉnh chưa? Mặt em còn đơ luôn á. Trời ơi, lạ quá vậy. Mà thật cũng có thể là hiện tượng được là sao anh? Trời đất ơi, bây giờ anh không biết cái nào là nghệ thuật, cái nào là phi nghệ thuật nữa. Gần sắp tới giờ con đi thu âm rồi. Ai nghe đâu mà thu âm? Có, người ta nghe nhiều lắm. Người ta nghe, người ta like, người ta comment bình luận kìa. Bình luận, comment cái gì hả? Có mẹ. Lo đi hái mượn, lo tắm heo đi.
ở đâu mà cứ gửi lò hát hò hát hò hoài. Mình tấm heo hết đó, còn giờ là ca sĩ ngôi sao rồi. Ai nói còn là ngôi sao? Chứ gì nữa không ngôi sao, sao tao viết báo về con quá trời luôn nè. Nè, báo đâu viết đâu nè, coi đi. Đó, thấy nè, không? Đó, người ta viết về con nè. Nè, người ta nói là thảm họa ca sĩ không rơi. Không rơi ơi, đừng ca nữa rơi ơi. Hết thời rồi ca sĩ không rơi. Người ta chửi con không à, người ta đâu có khen con đâu. Con đâu muốn vậy đâu. Tự nhiên con đâu muốn người nổi tiếng gì đâu. Tự nhiên cái hả, con chỉ thích hát à, con muốn đưa lên mạng cho bạn bè con coi thôi chứ bộ. Tự nhiên hả, cái người ta tới đây nè, người ta khen con quá trời luôn, người ta lăng xê con, người ta viết báo khen con. Hả, rồi cuối cùng cũng có chính mấy ổng á, mấy ổng tự nhiên á viết báo chửi con là sao? Con muốn nổi tiếng đâu. Tại con hết á. Đã ca dở rồi bày đặt đưa lên cho người ta nghe làm chi vậy? Anh không rồi, anh không rồi. Anh hát bài gì nữa đi. Bữa giờ nghe chán quá trời à. Hát bài mới đi. Bạn em nó thích lắm á. Bạn em nó nói á, anh giống như là thằng hề bị khùng vậy đó. Thôi, không hát gì trơn trời á. Không hát nữa đâu. Sao vậy? Không có anh sao mà có thẩm quả được. Hát ơi, anh hát kỳ kỳ nghe vậy nghe hay lắm á. Ờ ha. Không có anh sao có thẩm quả được. Ờ. Không có anh hát thì làm sao người ta coi người ta cười được. Ủa, hát tiếp ơi. Thôi. Mẹ con hát nha mẹ. Không có mơ mộng, không có hát hò gì nữa trơn á. Đi vô dọn dẹp cái đống cải này cho má. Rồi tắm heo đi hái mận cho má đi. Dọn mùi... dẹp liền cho má đi. Cái mùi kỳ quá à. Đây nè, đây nè, đây nè, cái mùi này nè. Đó, ba cái cải nè, cái cải thúi nè. Còn một núi ở ngoài kia nữa. Đó, hát hò cho người ta đó. Rồi người ta không bán được cải. Rồi bây giờ người ta không trả tiền mặn, người ta trả bằng cải không đó. Đúng rồi, người ta không trả tiền. Người ta trả cải ăn đâu có hết đâu. Rồi bây giờ đứng đó làm gì nữa. Hái mận, tắm heo, dọn dẹp cái đống cải cho má lẹ lên. Trời ơi, dọn dẹp này biết chừng nào mới xong. Chắc đem cho heo ăn luôn quá à. Ủa, vậy giờ cuối cùng á, con là thằng hái mặn, tắm heo hay là con là ca sĩ không gơi? Sao vậy? Sao tự nhiên đau khổ buồn bã vậy anh? Thì đó, bây giờ đó, cái đống cải thúi, cái úng đó, không biết dọn đến bao giờ mới xong. Bây giờ nó hôi rình cả cái khu đó luôn. Anh hay quá. Anh sao trước đó là khen người ta là hiện tượng, là ngôi sao, rồi đẩy lên trên trời luôn. Rồi ngưỡng mộ tùm lum hết. Thì bởi, hồi đó tôi ngu muội, tôi nghĩ như vậy là hay, tôi hùa theo mọi người, coi đó là hay hay. Và thực sự người ta không biết, thật sự luôn, người ta không biết cái nào là hay, cái nào là dở. Rồi cuối cùng đẩy vô trở thành thảm họa. Em thấy lỗi cũng do một phần là các công ty truyền thông, rồi các trang báo mạng xã hội tự nhiên vô tình làm cho người ta trở thành như vậy, đúng không anh? Ừ, cũng một phần là lỗi của nạn nhân nữa. Ừ. Mình biết mình hát dở thì mình đừng bày đặt mình thu, rồi mình tự sướng. Thôi thì mình tự hát đi, rồi mình tự ói, có phải hay hơn không? Anh nói kỳ quá. Nhưng mà em nghĩ là trong cái chuyện này á, thì ông bà ta có câu á, là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không quý vị? Cho nên là mình lượng sức mình, khả năng có bao nhiêu á, thì mình trao dò bấy nhiêu và mình bộc lộ bấy nhiêu cái khả năng của mình. Chứ đừng có hám danh quá rồi tự nhiên muốn vượt lên cái mức đó và đi bằng một cái con đường không đúng lắm, cho nên trở thành một cái hiện tượng xấu, mà giống như người ta hay dùng cái từ là thảm họa, đúng không anh? Giống như anh chàng ca sĩ vừa rồi đó, nó cũng là một hiện tượng không hay. À, đúng vậy đó. Và chúng tôi mong những ai đó có ý định trở thành ca sĩ không rơi á, thì xin đừng rơi nữa. Và bây giờ chương trình Siêu Thị Cười của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại tuần sau.